Xin chào mọi người, Xuân Thảo quay trở lại rồi đây. Hồi nãy thì mình đã gặp anh Việt rồi. Anh Việt chia sẻ với mình chủ đề về hợp tác trong nhãn hàng và tài trợ. Tiếp theo là anh Việt sẽ nói về một chủ đề khác, đó là đóng góp vào phát triển du lịch địa phương. Còn anh Linh á, thì giống như nếu mà như anh chị và các bạn còn nhớ thì vào ngày thứ hai của hội thảo á, thì mình đã được gặp anh Linh rồi. Anh Linh chia sẻ về câu chuyện của Wow Media. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe thêm câu chuyện về Máy Lang Thang từ anh Việt để hiểu thêm là về cách âm nhạc đóng góp vào phát triển du lịch của địa phương như thế nào thông qua những đêm nhạc mà gọi là nói chung là có cái tính bản sắc riêng của từng nơi. Thì cho em một lần nữa chào anh Việt, em chào anh Linh. Anh Linh ơi, hồi nãy thì em vừa gặp tụi em vừa gặp anh Việt trong cái session trước á. Dạ, thì bây giờ chắc là em nhờ anh Linh nó giới thiệu lại về anh Linh tí xíu để cho mọi người hiểu thêm về anh Linh nha. Chào mọi người, chào anh Việt, chào Thảo, chào tất cả mọi người. Mình là Linh, mình đến từ Wow Media, là đơn vị đang sở hữu những cái concept của một số cái chương trình âm nhạc tại Phú Quốc, Hà Nội, là Wow Sunset hay là Wow Ocean Show. Bọn mình có một chuỗi một số những sự kiện diễn ra tại một số sân khấu tại Phú Quốc, Hà Nội. Sắp tới sẽ là tại Đại Lải, Đà Lạt, Hồ Chí Minh và Nha Trang. Hy vọng là sẽ đem được đến nhiều câu chuyện và thân kiểu mà bọn mình đã trải qua để chia sẻ với mọi người. Anh Việt ơi, chắc em nhờ anh Việt giới thiệu thêm về cái quán nhỏ mà nãy anh Việt nói á. Anh là co-founder của Mây Lang Thang, một nơi hát nhạc sống ngoài trời buổi chiều hoàng hôn Đà Lạt. Dạ rồi. Thì bây giờ em hỏi thẳng luôn, em đi vào câu chuyện luôn, tại vì tí nữa chắc là sẽ nhiều bạn lại hỏi đặt câu hỏi về cho hai anh á. Thì cho em hỏi là về sự kết hợp giữa âm nhạc với du lịch đó thì nó không phải thực sự quá mới, nhưng mà cũng chưa có thực sự phát triển mạnh mẽ hoặc là tạo được tiếng vang gì cho đến những năm gần đây. Giống như những năm gần đây thì mình sẽ nghe những cụm từ như là lên mây nghe nhạc hoặc là đi xem nhạc ngắm hoàng hôn. Thì những năm gần đây thì nó mới thực sự phổ biến trong giới trẻ thôi. Vậy thì nếu mà mình quay trở về những ngày đầu tiên á, mà khi mà hai anh bắt đầu cái hành trình này nè, thì điều gì đã thực sự truyền cảm hứng cho mình để mình bắt đầu, và có cái câu chuyện hậu trường nào mà hai anh có thể chia sẻ để mọi người biết được không? Chắc là em mời anh Linh trước nha. Cái này thật ra là nghe anh phải mời anh Việt trước, bởi vì với mình thì Mây Lang Thang chính là một trong những cái đơn vị đầu tiên đưa cái không gian âm nhạc theo dạng phòng trà nhưng mà ra đến ngoài trời và có một thành công nhất định, cũng như là có được một cái sự ghi dấu nhất định trên thị trường. Và từ đấy thì mình nghĩ rằng là nó cũng tạo nên niềm cảm hứng cho chính Wow Sunset, làm ở những nơi, ở nơi khác, hay là cũng có rất nhiều những cái địa điểm khác nhỏ hơn tổ chức một hình thức tương tự. Thì với cá nhân Wow và với cá nhân mình thì thật ra thì âm nhạc đấy nó là một phần mà kiểu khiến cho mình cảm thấy luôn luôn đem lại những cái niềm tích cực, và nó là một thứ mà giúp cho mình cảm thấy cân bằng hơn trong cái công việc chính. Mình nghĩ rằng là đây cũng có lẽ đấy cũng là một cái phần lý do mà mình có thể thấy những anh Việt cũng tìm thấy được điều đấy, khi mà kiểu mỗi cuối tuần thì anh ấy lên Đà Lạt để nghe nhạc của chính quán mình, đúng không? Thì thật ra là khi mà bắt tay vào làm âm nhạc thì mình nghĩ là đầu tiên mọi người sẽ phải là những người yêu nó đã. Tiếp theo thì câu chuyện với cá nhân mình thì mình không phải là đến thời điểm này mình bắt đầu mới làm, mà từ 2011 là mình đã có một cái quán nhỏ Hà Nội và là Chill Out Cà Phê. Ở nơi đấy thì cũng đã là nơi mà là những sân khấu đầu tiên của Uyên Linh trước khi Uyên Linh thi Việt Nam Idol, hay là những bạn khác như Thủy Bùi hay là Minh Quân. Sau đấy là mình có một cái Swing Lounge, là co-founder của một số bạn người bạn ở Hà Nội. Thì từ những cái bước đầu đấy cho đến thời điểm khi mà mình làm ra đến Wow ở thời điểm năm ngoái thì nó cũng là một chặng đường rất là dài, và mình nghĩ là nó cũng là một cái cơ duyên. Khi mà tại một thời điểm khi mà Wow Media đứng trước một năm Covid mà lại là một agency chuyên về mảng marketing trong ngành du lịch, thì bọn mình buộc phải tìm kiếm một format, một concept, một cách làm marketing khác đi cho những destination. Khi đó cái đề bài mà mình nhận được từ phía Phú Quốc hay là từ phía Vinpearl đưa ra đó là tôi cần làm sao để có thể thêm activity cho những người khách du lịch khi mà đến với Vinpearl, đến với Phú Quốc, đến với Bắc Đảo.
Thế thì câu chuyện là ở Bắc Đảo thì đã có rất nhiều những hoạt động giải trí khác trong ngày, ban ngày dành cho gia đình, ví dụ đi safari, đi wonder, đi view wonder, đi 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 tắm biển hoặc đi ra đảo. Nhưng đến chiều và tối trở đi thì các hoạt động đấy dành cho gia đình rất rất ít. Thì mình mới đưa một câu hỏi là tại sao mình không làm một thứ mà để cho mọi người vừa tận dụng được cái thế mạnh ở Phú Quốc là hoàng hôn ở cái mùa khi mình bắt tay làm cái show đầu tiên, thì nó rơi khoảng tầm từ tháng tháng 10, thì nghĩa là Phú Quốc đẹp nhất hoàng hôn từ tháng 10 cho đến tháng 4. Thì bọn mình quyết định là ok, vậy thì chúng ta sẽ mang một cái show ca nhạc hàng tuần ra một cái bãi cỏ mà phía mà mình có deal được với là phía Vinpearl, và từ đó thì Wow Sunset ra đời. Cũng từ đó thì những cái show khác hoặc là những cái mô hình tiếp theo, concept tiếp theo, và nó cũng sẽ dần dần được hoàn thiện trong 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 những giai đoạn vừa qua. Anh Việt ơi, giống như anh Linh vừa nói thì May Lang Thang cũng là một trong những cái yếu tố mà truyền cảm hứng để cho anh Linh thực hiện những cái điều tiếp theo. Thì hồi nãy em biết là anh Việt là cái chủ trương của anh Việt là tạo sóng rồi, nhưng mà nếu như mà hỏi là cái điều gì để anh Việt quyết định là anh Việt lúc đó là bắt đầu làm May Lang Thang. Anh nghĩ là hồi nãy mời Linh là đúng rồi đó, tại vì Linh là trong nghề này là Linh là cây đa cây đề đối với anh rồi, anh là đúng kiểu tay ngang luôn á, không biết gì trơn và là làm không. Không. Bây giờ mình kêu anh là bầu sâu bắt tay ở Đà Lạt á, là thật sự là 100% tay ngang luôn. Mà anh nghĩ thật ra để chia sẻ thì anh nghĩ anh có hai cái tình yêu rất là lớn, đó là yêu âm nhạc và yêu Đà Lạt. Giống như hồi nãy Linh đã chia sẻ là thật ra bạn phải yêu đi đã thì bạn mới làm được. Nó có cái niềm đam mê trong mình thì anh yêu Đà Lạt sửa xưa rất là lâu rồi, hầu như là bây giờ thì coi như mỗi tuần anh đều lên, nhưng hồi trước là cứ một tháng anh lên 2 lần. Anh lên mà hầu như là không có cái homestay nào anh chưa ở hết, và cà phê anh check in hết rồi. Thì tới một lúc anh nghĩ là anh phải làm gì đó với Đà Lạt. Thì lúc đó anh chỉ nghĩ là anh chỉ mở như các bạn khác, anh mở homestay và cà phê thôi. Thì lúc đầu May Lang Thang cũng là một nơi có homestay, có view đẹp, có bồn tắm nhìn ra mây, nhìn ra núi. Nhưng mà tới một lúc anh nghĩ là nếu như vậy thì cái tình yêu đó mình chưa đủ lớn, mình phải làm một cái gì đó khác biệt đi để mà thể hiện tình yêu đó. Mà anh cũng là một người cực kỳ mê nhạc luôn. Thì một cái buổi chiều nọ khi mà anh đang ngồi với hai người bạn của anh trên cái quán cà phê May Lang Thang, anh nhìn ra ngoài, anh nói trời tại sao một cái view như vậy mà mình chỉ cần bật loa nghe nhạc thôi uổng vậy, trong khi mà nếu như mà bản thân tụi anh đi là những người mà hay lên Đà Lạt và chỉ đi chơi tới buổi sáng, buổi trưa tới buổi chiều không biết làm gì hết trơn á. Thật sự hồi xưa buổi chiều mà ở Đà Lạt là mọi người có khi á tới chủ nhật là khoảng 7 giờ tối lên về rồi, tại vì buổi chiều xong là không biết làm gì nữa hết. Dạ Thì đúng anh mới rồi, nói đúng rồi. đúng không, Thảo cũng Dạ vậy đúng đúng không, đúng đúng đúng. buổi chiều ở Đà Lạt không biết làm gì hết. Thì tụi anh mới ngồi với nhau nói là mình phải thử làm một cái gì đó cho buổi chiều ở Đà Lạt đi. Mà Phú Quốc và Đà Lạt anh nghĩ là hai nơi đó hoàng hôn đẹp nhất ở Việt Nam, không biết Linh có đồng ý với anh không. Thì anh thấy anh cũng coi vào Đúng xem quá. xét, anh thấy là hoàng hôn ở Phú Quốc là quá tuyệt vời. Thì mình biến cái hoàng hôn đó, cái context đó chung với content để nó tạo ra một cái hiệu ứng, thì đó là cách mà tụi anh đã thử nghiệm. Thì thật ra khi mà mình thử á, thì lúc đầu cái người đầu tiên anh mời lên là Nguyên Hà, là một người bạn của anh, với lại người bạn chung với hai người, với anh với một bạn, một anh nữa. Thì lúc đầu có khoảng có 100 khách thôi, cũng lỗ, anh lỗ đâu đó khoảng 4 show. 4 show đầu Có tiên sao? là khoảng 100 khách, có show thậm chí có 60 khách thôi, mặc dù cũng mời ca sĩ rất là nổi tiếng, nhưng em biết là chi phí này kia rất là này nọ rất là khủng khiếp. Thì nhưng mà mình phải như nãy nói, mình phải kiên trì với cái mục đích của mình và mình phải tin vô cái điều đó. Thì tới khâu thứ năm thì bắt đầu mọi người biết rất rất là nhiều rồi, thì lúc đó thì quay lại điểm huề vốn rồi bắt đầu sẽ có lời. Thì anh nghĩ là mình phải tin vào cái niềm đam mê đó của mình. Thì quy tóm lại thì May Lang Thang ra đời nó từ hai cái tình yêu của anh, đó là yêu Đà Lạt với yêu âm nhạc thôi. Thì anh muốn làm sao anh plan được, anh biến hai cái tình yêu đó lại chung với nhau để làm một cái gì đó mà bây giờ anh rất là vui là anh đã anh là người mà mê, rất mê Đà Lạt, và anh đã làm cái gì đó cho Đà Lạt để mọi người nhớ tới anh, thì đó là điều anh rất là hạnh phúc. Anh giống như hồi nãy em nói là mấy năm gần đây á, là mình nghe là cụm từ là đi đến mang nghe nhạc nè, rồi đi xem nhạc ngắm hoàng hôn gì đó, là nghe nhiều, rất là nhiều luôn. Thì theo anh á, theo hay anh á, là mình cái điều mình làm á, anh cảm thấy là nó có cái tác động ảnh cộng hưởng như thế nào ra 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 ngoài thị trường á. Ví dụ như là anh có cảm thấy là cái hai cái dự án này đã làm truyền cảm hứng cho những cái tổ chức khác thực hiện âm nhạc
hay không, rồi ví dụ thông qua hai dự án này thì anh mong muốn là muốn truyền tải cái thông điệp gì cho thị trường, cho những người đi sau nếu mà muốn làm cái công việc, cái dự án như tương tự như vậy. Chắc em mời anh Việt trước nha. Anh Linh, rồi em mời anh Linh. Chắc, dạ. Không, chắc là để anh Việt trước ạ. Anh vừa nói gì đấy. Dạ. Thật ra nó sẽ có phần tương tự như cái câu anh trả lời hồi sáng. Anh nói là mình không có create mà mình sẽ là create. Tức là mình không có sáng tạo, thời điểm bây giờ không phải ai cũng sáng tạo được, mình sẽ chế tạo lại. Như là sáng anh nói đúng không? Người ta Ericsson nghĩ ra điện, nhưng mà những người sau đó sử dụng điện như thế nào, họ chế tạo lại từ điện thì rất là quan trọng. Thì cái chuyện mà làm nhạc sống nó không phải là mới, rất là nhiều phòng trà rồi. Nhưng mà mình biến nó ở một cái platform khác, ở một cái context khác, tức là mình chế tạo lại làm sao thể phù hợp nhất với cái thời điểm đó và với là cái nơi đó thì rất là quan trọng. Thì anh nghĩ cái điều mà cả anh và Linh làm được đó là tụi anh biến cái mô hình phòng trà, một mô hình tưởng chừng như đã cũ, làm mới nó lại và mang nó ra một cái không gian thật là khác. Khi em tưởng tượng em đang nghe nhạc sống, không chỉ em thưởng thức được âm nhạc rất là tuyệt vời nữa mà em còn được đắm chìm vào trong cái không gian đó. Không gì tuyệt vời hơn để nghe Nguyên Hà hát hoàng hôn tại Đà Lạt và tại Phú Quốc, đúng không? Khi phía sau nó là một cái nền trời màu tím hoặc màu vàng hoặc màu hồng rất là đẹp của mỗi nơi. Thì cái đó là cái anh cảm thấy là rất là vui khi làm được cái chuyện đó. Và khi mình làm được như vậy, mọi người đón nhận nó giống như mình, mọi người có cùng đồng cảm và đồng điệu với mình. Và hơn nữa thì anh thấy rằng cái mô hình này nó càng ngày càng được nhân ra rất là nhiều nơi. Gần đây anh xem qua thì anh thấy rất là nhiều nơi sẽ cũng làm cái chuyện hoàng hôn đó. Ví dụ như anh thấy ở Hạ Long cũng làm, ở Sa Pa cũng làm, ở Bình Dương cũng làm, Đồng Nai cũng làm, ở Đà Nẵng cũng làm, rất là nhiều nơi khác nhau. Thì ở Vũng Tàu cũng làm. Thì anh nghĩ rằng anh đâu đó trong anh có một cái niềm vui nho nhỏ là mình giúp cho cái phong trào nhạc sống này nó đi tới một cái giai đoạn mới trong thời điểm mà mọi người nghĩ rằng do Covid sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ biến nó qua một cái bước là mọi người sẽ tiếp cận âm nhạc qua một cái hình thức mới, một cái context mới hơn, đó là nghe nhạc ở ngoài trời và mỗi chiều hoàng hôn. Tại trước đây mọi người không nghĩ là trời ơi đi nghe nhạc mà lúc 4 chiều. Tại ai cũng nghĩ là phải đi sau 9 giờ hoặc là 8 giờ rưỡi. Còn cái chuyện mà đi chiều thì nó hơi kỳ cục. Vậy mọi thứ nó phải rất là chỉnh chu, nó phải có âm thanh ánh sáng hiện đại, nó phải có màn hình LED vân vân và vân vân. Nhưng mà với cái không gian học như vậy, tất cả dồn lại nó chỉ là cái cảm xúc thôi. Thì quan trọng là làm sao để mình nắm giữ được cảm xúc của khán giả khi mà đến với những mỗi chiều hoàng hôn đó, thì đó là điều rất là quan trọng mà anh nghĩ là anh và Linh đang cố gắng để làm. Ngày hôm trước khi mà em có dịp nói chuyện với Linh trong chuyên đề trước á anh Linh, là hình như đây cũng là anh Linh có cùng cái ý với anh Việt trong cái ý mà nãy anh Việt nói đúng không? Alo, anh Linh có nghe được em không? Anh Linh có nghe được em không anh? Dạ chắc là nếu mà anh Linh nghe được em á thì chắc em nhờ anh Linh refresh lại thử cái browser á, xem là mấy hình như hai ngày nay là internet nó hơi bị yếu chung đúng không anh Việt? Internet bên phía em là rất là chập chờn luôn á. Chắc là ai cũng đang work from home hết cho nên là xài internet nhiều quá. Chắc vậy quá. Thì từ hai ngày nay là internet nó yếu một cách ai cũng đang ở nhà và xài internet hết. Dạ. Vậy anh ơi, trong lúc mà đợi anh Linh figure out ra cái phần nghe á, thì chắc em tranh thủ em hỏi anh Việt luôn là vậy thì nếu mà mình anh Việt đánh giá thế nào về âm nhạc du lịch hoặc là tại thời điểm hiện tại ở Việt Nam mình? Nó là một câu hỏi rất là hay, tại vì anh nghĩ rằng trong cái thời điểm mà du lịch đang đi xuống như do dịch Covid thì khi mình có những sáng kiến để giúp cho người ta đến với một địa điểm, đó là một điều rất là tuyệt vời. Tại vì không chỉ có trong dịch Covid hoặc không Covid, mà nếu em đi đến một cái địa điểm du lịch như hồi nãy Linh có chia sẻ, mà em có một cái hoạt động để níu chân em ở lại và em cảm nhận được hết toàn bộ những gì mà chỗ đó đem lại cho em. Ví dụ đối với anh đi, Đà Lạt hoàng hôn là điều tuyệt vời nhất đối với anh rất là nhiều lần anh còn ngồi ở trên một ngọn đồi hoặc một cái quán cà phê nào đó của Đà Lạt để ngắm hoàng hôn. Thì bây giờ khi mà tất cả bao nhiêu con người đó cùng ngồi lại với nhau, không chỉ ngắm hoàng hôn đẹp nữa mà còn nghe những giọng hát đẹp và ôn lại những kỷ niệm, những cảm xúc của mình trong những bài hát, thì cái đó đối với anh là điều vô cùng tuyệt vời. Đó là lý do tại sao mà anh nghĩ là âm nhạc và du lịch đang đi với rất là đúng hướng. Thì cái chuyện mà anh và Linh đang làm đó là thúc đẩy du lịch, bởi vì rất là nhiều người
anh nghĩ là Linh cũng chia sẻ giống như anh, đó là rất là nhiều người, anh có một bạn PT tập cho anh, bạn đó nói là trời ơi, anh không biết là những cái chị mà tập chung với em á, chị nói là thôi cuối tuần này chị off nha, tại chị bay lên coi Mây Lang Thang, mặc dù là chị không biết là anh đang tập cho anh. Và lúc mà bạn PT nói anh cảm thấy anh rất rất là vui luôn, bởi vì không có nghĩ một ngày nào đó anh yêu tình yêu Đà Lạt của anh nó biến thành hiện thực, là bây giờ mọi người đến Đà Lạt một phần là cũng vì anh và vì Mây Lang Thang của anh nữa. Tức là có nhiều chị nói không, thứ bảy này chị off, chị bay lên Mây Lang Thang chị coi xong mai chị bay về chị tập tiếp. Thì cái đó là cái mà anh cảm thấy rất là vui, là anh đã đem lại âm nhạc và du lịch gần với nhau để mà giúp thúc đẩy nền du lịch, đặc biệt ở Đà Lạt. Anh Linh ơi, hồi nãy em có hỏi anh Việt, trong lúc mà nãy anh Linh bị mất tín hiệu á, em hỏi anh Việt là anh Việt có đánh giá như thế nào về ngành âm nhạc du lịch tại Việt Nam, đang có anh đang có đánh giá như thế nào á, thì anh Việt vừa share cái chia sẻ của anh Việt rồi á, thì không biết là anh Linh thì nghĩ sao? Anh thì với cá nhân anh thì anh nghĩ rằng là thật ra là du lịch và âm nhạc là một thị trường mà rất tiềm năng. Bản chất để mà nói thì hai cái đấy nó có rất nhiều thứ để song hành với nhau. Nếu như ở nước ngoài mọi người đi những cái festival rất là dài ngày, đó là một cái thói quen rất là nhiều rồi. Ví dụ như là mọi người đi Tomorrowland là cả tuần liền đúng không? Hay là có rất là nhiều những cái fest khác mà hàng năm mọi người đợi chờ đến cái khoảnh khắc đấy để mọi người đi. Và nó có thể ở nhiều đất nước khác nhau, hoặc là những cái tour diễn mang tính chất là rất là thường kỳ của những nghệ sĩ nổi tiếng. Thì câu chuyện về việc là người ta vì yêu thích hoặc thích một nghệ sĩ nào đấy hoặc thích một ai đó để quyết định là mình sẽ đi đến một nơi nào đấy để mình nghe, mình thưởng thức một show ca nhạc. Thì bây giờ với cái mô hình của Mây Lang Thang thì người ta sẽ có thêm một cái là ok, tôi có thể đôi khi tôi phải yêu thích cái không gian, không khí và cái vibe của Mây Lang Thang hay là của Wow Sunset để tôi nghe nhạc. Thì thật ra là với anh thì anh nghĩ là khi mà người ta chúng ta đi du lịch không còn chỉ để là đi tham quan, chúng ta đi du lịch không còn chỉ để là đi khám phá những địa điểm tại một thành phố, mà chúng ta đến một thành phố nhiều hơn với mục đích giải trí, thì âm nhạc chính là cái thời điểm thích hợp để phát huy thế mạnh của nó, cũng như là để kết nối và gắn kết mọi người với nhau. Thì anh nghĩ là tại thời điểm này trở đi, như bài nói lúc trước của anh đã nói, thì mình đang cảm nhận thấy rất là rõ ràng cái xu hướng back to basic của khán giả nghe nhạc Việt. Mọi người đã sau một vài năm các phòng trà gần như là các phòng trà truyền thống gần như là rất là khó hoạt động đúng không, lượng khách rất là ít. Thì một vài năm gần đây có thể thấy rằng là trong khoảng hơn một năm hai năm gần đây thì phòng trà bắt đầu hồi sinh, nhưng mà với một hình thức mới và một diện mạo mới. Đó chính là một phần anh nghĩ là không nhỏ đóng góp từ Mây hay là từ Wow. Và chúng ta thấy được là nó cũng thể hiện được là cái nhu cầu nghe nhạc cũng như là cái mindset của khán giả nó đã khác xưa rất là nhiều, và mọi người mong muốn tìm kiếm nhiều hơn ở một chương trình, ở một cái sân khấu ca nhạc. Dạ. Anh ơi, nhưng nãy anh nói là tại vì một cái điều mà gọi là thu hút mọi người thì chính là mời được các cái ca sĩ đến địa điểm xa để biểu diễn cho mình. Vậy thì cho em hỏi là để mà kêu gọi được ekip nghệ sĩ nào rồi công ty đến biểu diễn ở một địa điểm du lịch mà xa trung tâm hoặc là thành phố lớn như vậy á, thì thường là nó sẽ mất rất nhiều chi phí, phải sự sắp xếp rồi thời gian chuẩn bị các kiểu. Vậy thì cái điều gì đã giúp Mây Lang Thang, giúp Wow Media có được một dàn line up nghệ sĩ gọi là dày đặc và được có thể trình diễn định kỳ như vậy? Thế em hỏi anh Việt trước nha. Anh nghĩ là có hai chữ thôi, liều về lì. Ví dụ như là thật ra để mà mình cũng cần đa dạng cái nhạc mục của mình và những người nghệ sĩ đến với mình cho nhiều thị hiếu khác nhau, thì thứ nhất là mình phải thử, chính là cái chuyện liều đúng không, mình sẽ mời họ. Thứ hai nữa mình phải lì cơ, tại vì mình sẽ phải đủ rất là nhiều bằng nhiều thủ đoạn và nhiều cách thức để mà mời được những người mà yêu muốn. Mà đặc biệt đối với anh đó, anh là người cực kỳ mê nhạc, mà anh không chỉ muốn Mây dừng lại ở một chỗ là chỉ là chỗ hát thôi, mà anh muốn là một nơi rất nhiều cái mới. Thành ra là anh đã đem lại rất là nhiều những cái thử nghiệm khác, tại bản thân anh biết là chắc chắn anh sẽ tổ chức những show đó có thể lỗ, nhưng mà anh sẽ làm, chắc chắn anh làm luôn. Ví dụ như anh đã từng làm show Gia Trinh Mây là chỉ chuyên về nhạc gia thôi, mà anh cảm thấy là quá sướng, mặc dù sau đó anh lỗ banh xác.
nhưng mà anh rất rất là sướng luôn, tại anh đã biết được anh đã làm được gì rất là đặc biệt cho Đà Lạt. Thì khi nghệ sĩ họ lên đây chơi á, cái cảm xúc họ rất là lạ, nó khác rất là nhiều so với lại cái chuyện họ chơi trong một cái không gian kính hoặc là một cái phòng trà. Thì đó là điều anh rất hạnh phúc. Hoặc anh làm đối thoại trên mây là kết hợp hai nghệ sĩ với nhau, hoặc indie trên mây là anh mang những cái nhóm nhạc indie chơi chung với nhau. Thì những cái concept đó anh sẽ cho nó ra đời trong những thời gian sắp tới, rất là cố cách làm sao cố gắng để anh mang lại cân bằng giữa yếu tố kinh tế và nghệ thuật. Thì cái chuyện mà lì và liều là anh nghĩ rất quan trọng, để mà mình sớm hay muộn thì mình sẽ đạt được mục tiêu của mình, nhưng mà mình phải có những cái sự thử đó trong cái công việc của mình. Ví dụ anh Tuấn Ngọc đi, anh phải rất là lì để mà thuyết phục anh Tuấn Ngọc, nhưng mà bây giờ anh Tuấn Ngọc cực kỳ mê mây luôn. Nói là bây giờ anh là chỉ có mỗi tháng là chỉ lên, thì thật ra anh Tuấn Ngọc sinh ở Đà Lạt và anh Đức, khi anh quay trở lại đây thì cái cảm xúc của anh đối với là Đà Lạt nó quay trở lại, và khi anh hát ở mây thì anh rất là mê. Thì đó là điều rất là hạnh phúc khi mà anh đã không chỉ anh truyền được cảm hứng cho khán giả của mình, mà còn truyền được cảm hứng cho những người nghệ sĩ đến với mây. Còn đối với Wow thì sao anh Linh? Anh Linh đã làm cách nào để cân bằng được cái chuyện là sắp xếp rồi chi phí dành cho nghệ sĩ, để cân bằng lại với cái câu chuyện mời họ đến biểu diễn tại một nơi xa như vậy á? Thật ra thì với Wow thì bài toán của Wow khi mà anh đặt ra từ đầu thì nó có đôi chút khác với mây. Cái bài toán mà Wow đặt ra từ đầu của bọn anh đó là bọn anh muốn có một cái step định kỳ, nó không được đều đặn như là mây, khi mà kiểu diễn ra có thể là hàng ngày hoặc là hàng tuần. Thì với bọn anh thì bọn anh mong muốn nó là một cái sự kiện có thể nói rằng là được mong chờ cho Phú Quốc, bởi vì thật ra từ trước tới giờ thì Phú Quốc rất ít các hoạt động như vậy. Cái thứ hai để mà nói thì với bọn anh thì ngay từ đầu khi mà bọn anh nghĩ đến nhạc sống ấy, thì có một cái điều đó là âm nhạc, nhạc sống bản thân nó đã gồm hai phần rồi, đó là âm nhạc và cảm giác được sống trong cái khoảnh khắc trong cái âm nhạc đấy. Thế thì để mà có thể cân bằng được giữa hai yếu tố là chi phí, bài toán kinh doanh và nghệ sĩ, thì như anh Việt đã nói, thật ra là rất đúng, đó là mình phải chấp nhận có những cái khoảng thời gian mà mình phải làm nó đúng thật sự là vì đam mê và vì cái niềm tin của mình dành cho sản phẩm. Bởi vì khách hàng hay thói quen của khách hàng không phải là một thứ dễ dàng có thể xây dựng chỉ bằng một show hoặc hai show. Bạn không thể khiến cho người ta thay đổi cái lộ trình du lịch của mình hoặc thói quen du lịch của mình khi mà đến một điểm đến nếu mà chỉ bằng việc là chỉ nghe tên của nghệ sĩ đó hoặc chỉ biết được một sân khấu. Bởi vì rõ ràng là nếu mà như thế tôi hoàn toàn có thể bỏ ít tiền hơn để tôi đến nghe ở Sài Gòn. Vì sao mà tôi phải bỏ một số lượng tiền nhiều hơn, cũng như là phải bỏ nhiều thời gian hơn để đến với một sân khấu mà tôi chỉ nghe một người nghệ sĩ đấy. Thế thì đấy chính là cái thứ mà bọn anh muốn làm ở Wow Sunset, đó là bạn không chỉ đến đây để bạn nghe nhạc của người ca sĩ bạn yêu thích, mà bạn đến đây là bạn đang sống trong cái sân khấu, trong cái khoảnh khắc, trong cái cảm giác, trong cái vibe mà chúng tôi đang xây dựng dành cho bạn. Thì Wow Sunset, bọn anh muốn build một cái hệ sinh thái bao gồm sân khấu, một cảm giác được xem cái show đấy như là một live concert gần nhất có thể, và thứ ba là những cái trải nghiệm về mặt F&B hay là chỗ ngồi, hay là những trải nghiệm bổ trợ để phụ trợ cho mọi người một cái cảm nhận âm nhạc khác đi. Thì đấy chính là cái thứ mà Wow theo đuổi. Thì tất nhiên là anh đánh nghĩa là bạn phải làm và bạn phải duy trì và phải có niềm tin như là anh Việt đã nói, thì mới có thể vượt qua được cái giai đoạn đầu của việc tạo dựng thói quen và tạo được một lượng khách hàng riêng cho mình. Thì giống như hồi nãy anh Việt với Linh đều chia sẻ là tại vì hiện tại á, mô hình của May, mô hình của Wow đang là một cái sự truyền cảm hứng, và cái mô hình này cũng đang được nhân rộng ở nhiều nơi. Thì anh Việt cũng chia sẻ là mình để nó phát triển hơn thì mình phải re-create lại, rồi mình cũng phải dám thử mình này nọ. Thì ngoài những yếu tố đó ra thì làm sao để cho đảm bảo cho cái mô hình này mình phát triển, mình càng ngày mình càng phát triển nó lên, chứ không phải là ở đâu nó cũng giống nhau quá rồi tự nhiên nó trở nên bị bão hòa á. Thì em muốn hỏi thêm cái ý này, em nhờ anh Việt trả lời trước nha. Ý này trả lời hơi rộng đó, tại vì anh nghĩ nó có nhiều yếu tố á. Thật ra bản thân của anh lúc đầu làm là vì
mình như anh nói là mình yêu Đà Lạt, yêu âm nhạc, nó không có một cái tính gì gọi là đầu tiên là tôi muốn làm để mà tôi bị kinh tế hết. Thì chính vì cái lẽ đó khi mình càng làm dài á, nó sẽ đi tới cái chuyện là ủa không lẽ giờ mình chỉ làm vậy thôi, nó chỉ dừng lại ở mức độ là tôi yêu và tôi làm thôi, tôi không có nghĩ sâu xa hơn. Thật ra bây giờ tụi anh đang bản thân ở May cũng đang rất là càng ngày càng chuyên môn hóa hơn, tụi anh làm đội ngũ tốt hơn, làm marketing tốt hơn. Và tại vì sau này á, anh rất là muốn là mang May đi rất là nhiều nơi. Thật ra có rất nhiều người đã liên hệ với anh để mà làm franchise hoặc là tổ chức May ở rất là nhiều nơi, nhưng mà bản thân anh thì cũng chưa thật sự là muốn nhận lời, hoặc anh đang làm từ từ thôi. Thì anh muốn giữ cái tinh thần của nó phải tốt nhất có thể đã, bởi vì hơn ai hết mình là hiểu cái concept của mình như thế nào và mình muốn xây dựng nó như thế nào. Thì thứ nhất là anh cần chuyên môn hóa, thứ hai nữa là xây dựng cộng đồng. Tại vì cái cộng đồng mà yêu May, cộng đồng yêu Wow hoặc cộng đồng yêu những cái nơi nào đó thì nó phải tạo được cái cộng đồng, cái tính cộng đồng. Tại vì em biết không, khi mà mình làm một cái á, mà có người follow mình, có người theo dõi mình hàng ngày thì đó điều rất là quan trọng. Họ sẽ luôn ở gần với mình, bên cạnh mình, giống như fan club của ca sĩ cũng vậy. Thì khi mà em làm được một cái nơi mà mọi người yêu mến như vậy thì làm sao em tạo được một cộng đồng cho em. Giống như em nói là mai mốt lỡ có những chỗ khác nó cũng mở ra như vậy, hoặc có những cái mô hình giống tương tự như mình, nhưng mà có những người rất yêu mình, rất yêu May. Mấy bạn nói là mấy bạn lúc nào cũng chỉ muốn lên May hết, thì đó là điều đối với anh là rất là tuyệt vời. Thì mình luôn phải tạo được cái cộng đồng yêu mến mình, đi theo mình. Thì anh nghĩ hai yếu tố là tụi anh đang làm cho thời gian tới, thứ nhất là chuyên môn hóa hơn, thứ hai là tụi anh xây dựng cộng đồng cho May. Anh Linh ơi, còn định hướng sắp tới, định hướng phát triển sắp tới của Wow thì sao vậy anh Linh? Với anh thì anh nghĩ là này, thị trường ấy thì luôn rất rộng. Với một May hay một Wow thì bọn anh gần như là cũng không thể phục vụ được hết thị trường. Và nếu như thị trường càng phát triển càng rộng, càng có nhiều nhân vị làm hơn, nhiều hơn và càng nhiều người làm hay hơn, thì anh nghĩ là nhu cầu cũng như là cái nó lại càng thúc đẩy thôi thúc những người đi trước bọn anh phải làm tốt hơn. Nó rất là giống như là mô hình thị trường của ca sĩ nghệ sĩ thôi, đúng không? Chúng ta không phải ca sĩ mỗi một ngày, mỗi một lớp, mỗi thế hệ lên lại luôn có những người mới, luôn có những nghệ sĩ mới. Vậy thì gần như chúng ta có thể nói rằng là cái thứ mà mỗi đơn vị làm đó chính là cái chất riêng của mình. Việc giữ gìn cái chất riêng của mình cũng như là việc theo đuổi cái chất riêng của mình, nó sẽ tạo ra sự khác biệt cho sân khấu của May Lang Thang hay là sân khấu của Wow. Từ đó đúng như anh Việt nói là mình có cộng đồng, mình có khán giả yêu thích của mình, thì khi đấy mình sẽ tiếp tục có thể phát triển và có thể sáng tạo được nhiều hơn. Thì anh nghĩ là với bản thân Wow thì cũng tương thì bọn anh cũng tương tự. Sau Phú Quốc thì tiếp tục nó sẽ là Đại Lải. Bọn anh có hai sân khấu, một sân khấu ở trong rừng và một sân khấu ở ngoài hồ, tiếp tục là ở Hà Nội, Hồ Chí Minh. Thì mỗi sân khấu, mỗi concept như anh nói hôm trước là nó sẽ đều kể một câu chuyện riêng của nó, có đều tính cách riêng của nó, và nhưng cộng lại thì nó sẽ có cái màu sắc của Wow. Cái màu sắc này nó sẽ không giống với màu sắc của May, hay nó cũng sẽ không giống với bất kỳ một màu sắc nào khác mà người đang xây dựng. Thế nên là anh nghĩ là hãy cứ làm tốt công việc của mình và có chất riêng của mình, thì thị trường hay là khán giả cũng sẽ tiếp nhận đi theo mình mà thôi. Dạ, anh Việt còn sắp tới thì May có dự định là mở rộng ra đến địa điểm nào khác nữa không anh? Mở rồi, mở đó. Đáng lẽ là khai trương May ở Sài Gòn ngày 10 tháng 5 và giờ dịch tiếp bây giờ. Ủa vậy hả? Ở Sài Gòn hả anh? Wow. Ngày lẽ là anh khai trương ngày 10 tháng 5 đó, nhưng mà do dịch nên là tạm hoãn rồi. Wow. Vậy là tụi anh cũng ví dụ như là anh định làm ở Hội An thì nói chung là anh sẽ đi từ từ. Anh muốn mang May đi nhiều nơi, nhưng mà May lang thang, nhưng mà lang thang từ từ thôi chứ không có trôi lẹ quá. Nhưng mọi người nhớ kênh Facebook của anh Việt á, mình chừng nào mình thấy mở mình xuống nhà mình đi. Chắc là theo Linh học thêm một khóa nữa, tại vì Linh rất là nhiều kinh nghiệm hơn anh. Không, em không sao. Em thấy anh Việt đây là anh Linh đây là anh Việt đó cần tắt đó. Anh ơi, tại vì nãy giờ mình cũng đi qua là cái duyên này bắt đầu rồi mình sẽ làm những gì này nọ, thì tại vì trong quá trình mà mình làm á thì mình
rất là khó, tại vì khi mình làm ở địa phương thì rất là khó để một cá nhân hay là một tổ chức có thể làm một mình được. Thì với các bên hỗ trợ, các bên liên quan, thì không biết là hai anh có cần cái điều gì thêm hoặc là cần cái sự hỗ trợ gì thêm cho cái những cái mô hình du lịch âm nhạc như vậy không? Em bị mất tín hiệu đúng không? Alo. 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 Nghe nghe Thảo ơi, vẫn nghe. Dạ dạ. Rồi hồi nãy em có hai anh có nghe được câu hỏi của em? Dạ rồi. Vậy chắc em mời anh Việt, em mời anh Việt trước nha. Anh nghĩ không những cần mà rất cần luôn á. Tại vì thật ra mô hình của anh nghĩ cũng giống như Linh là mô hình rất là mới đối với lại đặc biệt ở Đà Lạt đi. Thì cái mô hình mà hát ca nhạc ở ngoài trời là cực kỳ mới luôn. Trước giờ khi mà mọi người lên Đà Lạt thì thường sẽ đi nghe phòng trà lúc 8-9 giờ. Còn khi mà tụi anh thực hiện ngoài đây thì thứ nhất là nó liên quan tới vấn đề về trật tự an ninh. Bởi vì nó là âm thanh ở ngoài trời mà đặc biệt May 1 của anh lại rất là gần khu dân cư. May 2 thì nó hơi xa hơn chút xíu, nhưng mà nếu mà về trật tự an ninh, tại vì phải đảm bảo là đó, lý do mình hát buổi chiều thì bởi vì kết thúc đâu đó khoảng 7 giờ là hết rồi. Chứ còn mà thường thì quy định là sau 10 giờ đêm là không được tất cả các hoạt động giải trí ồn ào thì không được thực hiện hết. Thứ hai nữa là về yếu tố pháp nhân hoặc là yếu tố về chuyên nghiệp hóa của một sân khấu. Bởi vì khi em biết mà em tổ chức một cái sân khấu như vậy á, nó hầu như nó không có trong một cái định nghĩa nào trên giấy tờ hết. Thường họ phải là xây dựng một sân khấu với dàn âm thanh thiết bị hiện đại, với chỗ gọi là gì ta, cái chỗ mà thoát hiểm. Dạ, dạ, dạ. Phòng trà, sân khấu đều yêu cầu gì hết. Nhưng khi em tổ chức ngoài trời đó, nó sẽ là một cái gì đó hoàn toàn khác. Và tụi anh cũng phải học rất là nhiều khi mà tụi anh gặp với lại các cấp chính quyền, gặp với lại bên công an, bên phòng cháy chữa cháy vân vân. Tụi anh học rất là nhiều. Thì thật ra đó là một quá trình để tụi anh học. Thứ hai nữa là cái chuyện mà quảng bá cho cái này nó là một cái rất là mới. Tại thật ra trong bản đồ du lịch ở Đà Lạt thì trước giờ nó không có mô hình này. Nó chỉ là đi check in ở quán cà phê hoặc là đi tham quan ở một nơi nào đó thôi. Thì khi tụi anh thực hiện những cái này á, thì khá là mới đối với lại chính quyền, thì anh cũng rất là mong muốn là mọi người sẽ cùng với anh để thật ra hiện nay á, thì hầu như là các bạn taxi và Grab đã biết hết. Thì các bạn cũng thường xuyên mà chở khách tới để mà khi mà họ hỏi là muốn nghe nhạc ở đâu thì thường các bạn taxi hay Grab hay chở tới. Nhưng mà nó dừng lại ở mức độ là yếu tố cộng đồng thôi, là mọi người biết với nhau thôi. Nhưng mà để gọi là được cái sự hưởng ứng và ủng hộ của sở văn hóa thể thao du lịch hoặc là của chính quyền, thì anh rất là mong muốn là làm sao đó ở trong tương lai thì tụi anh cũng như Wow cũng như những cái địa phương khác thì xem đây như một mô hình rất là mới để thúc đẩy du lịch sau Covid. Anh Linh ơi, về phía Wow thì mình có gặp những cái khó khăn nào trong quá trình mình tổ chức những cái show nhạc không anh? Anh nghĩ là khó khăn thì bất kỳ về mô hình nào cũng sẽ có nhiều khó khăn của nó. Tuy nhiên thì bọn anh nghĩ rằng là một cái điều quan trọng mà ngay từ đầu khi mà bọn anh triển khai mô hình này, đó là cái yếu tố partnership nó được đặt lên hàng đầu. Nghĩa là bọn anh coi trọng đây là một cái mô hình qua sản sinh ra là để kết hợp giữa thế mạnh của nhiều đơn vị với nhau. Ví dụ như là bọn anh có thế mạnh từ Vinpearl cho một location, Wow đóng vai trò làm concept và vận hành. Bọn anh kết nối được với một đơn vị vận chuyển, ví dụ như là Vietjet hay là Bamboo, tạo ra được chuyến bay riêng hoặc là một cái giá dành riêng cho khách hàng bay những chuyến bay đấy. Thế nên bọn anh tạo ra một cái hệ sinh thái chung gồm có kết hợp giữa là du lịch, nghỉ dưỡng và âm nhạc. Ở đấy thì mọi người sẽ không chỉ đơn thuần là mọi người đến lúc đấy và bắt sản nảy sinh ra nhu cầu và đi xem show, mà bạn hoàn toàn có thể sắp xếp được cái nhu cầu đấy trước, cũng như là hoàn toàn là nó biến thành một cái hệ sinh thái để khu lưu trú support với cả hãng hàng không. Hãng hàng không lại tạo ra được nguồn khách và support cho khách hàng, để tạo ra một cái vòng tuần hoàn và một cái vòng khép kín dành cho ngành du lịch. Thì bọn anh ta sản sinh ra một cái gói, đó là gói kỳ nghỉ giải trí. Nó tương tự như là cái kỳ nghỉ thể thao mà bọn anh đã từng làm thành công với Running Holiday, khi mà kết hợp giữa 25 giải chạy với nhau và mua của Wow thì em có thể mua được một cái combo giải chạy. Thì tương tự như vậy với cái series show của Wow sắp tới thì mọi người có thể ví dụ chẳng hạn đơn giản như là mọi người có thể dùng chính cái cuốn vé máy bay Vietjet chẳng hạn để có thể đổi được vé xem Wow
Thì tương tự như vậy, nghĩa là bọn anh biến cái mô hình để tạo ra được một cái sự cộng hưởng giữa nhiều đơn vị làm du lịch với nhau, thì đó cũng chính là cái bài toán mà bọn anh sẽ triển khai để phục vụ cho việc là hồi sinh cái ngành du lịch của một số địa phương, góp phần vào cái công cuộc đấy trong cái việc là hồi phục ngành du lịch sau COVID. Wow. Đó, cái đó là bài học Linh đó. Ngay máy bay và Dạ. Anh ơi, em thấy câu hỏi gửi về tới tấp rồi, bây giờ em không 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 dám hỏi nữa, bây giờ hỏi câu hỏi của các bạn. Câu hỏi đầu tiên, bạn Khương, là một tác phẩm sáng tác trong một bối cảnh cụ thể, nếu yếu tố bối cảnh của nơi biểu diễn được nâng cao hoặc ngang với bối cảnh sáng tác, phải chăng có sự bất xứng? Chúng ta đang tìm kiếm sự đa dạng hay nhân rộng tương đồng ở đây? Cái câu này thì sorry sorry Khương, là dạ chắc em nhờ anh Việt trả lời giúp bạn Khương. Một tác phẩm sáng tác. Anh chưa hiểu, ý Anh cũng chưa hiểu ý câu hỏi lắm. Ok, vậy Khương ơi, chắc là nhờ Khương diễn giải lại một câu hỏi một lần nữa ha, để cho các hai anh của chúng ta hiểu hiểu rõ ý câu hỏi của Khương hơn á. Vậy vì em xin phép, trong khi đợi thì em đi qua câu hỏi tiếp theo là khi tổ chức một sự kiện âm nhạc ở địa phương thì những thủ tục pháp lý, giấy phép có quá khó khăn không? Cần có những loại giấy tờ gì khi muốn tổ chức một đêm nhạc sống? Mong được hai anh chia sẻ về kinh nghiệm của vấn đề này. Câu hỏi của bạn Ngọc Quý. Cho em mời anh Linh trước nha. Anh thì anh nghĩ là với cái phần này thì thật ra là anh làm ở đâu cũng vậy thôi. Khi mà em đặt mô hình mình như là một phòng trà và em làm tại Hà Nội hay Sài Gòn hay em tại làm tại bất kỳ một thành phố nào thì các quy định nó cũng tương tự như vậy. Đầu tiên là giấy phép về việc là em có quyền được tổ chức, công ty có quyền được tổ chức cái hoạt động, lãnh vực hoạt động đấy không. Rồi tại mỗi show thì bọn anh cũng đều phải xin giấy phép cho từng show, xin tác quyền cho từng show, tác quyền của một tác quyền tác giả, tác quyền biểu diễn, tác quyền livestream, hoặc thậm chí là tác quyền để có thể up lên trên YouTube. Sau đấy là các khâu khác liên quan đến việc là gửi list bài để duyệt, để đảm bảo về mặt các tính cách chương trình với cả sở rồi đấy. Thì anh nghĩ là tất cả các mô hình giấy tờ thì nó đều cơ bản nó đều giống nhau rất là địa phương. Chỉ có điều là khi mà bạn ở một một địa phương khác không phải là nơi mà bạn đang sống thì bạn buộc phải làm quen lại một chút với các cơ quan chức năng địa phương đó. Còn lại cơ bản thì anh nghĩ là giấy tờ thủ tục và anh nghĩ là nhận nó cũng khá là đơn giản chứ không có gì phức tạp và khó khăn cả. Em cảm ơn anh Linh. Dạ có bạn bạn Khương á, bạn Khương muốn raise hand để tương tác trực tiếp với hai anh á, thì chắc là em mời bạn Khương lên lên stay cùng với mình luôn ha. Bạn Khương ơi, dạ rồi, nhờ ban tổ chức mời bạn Khương lên sân khấu giám khảo. Chào Khương, Khương ơi, chắc là nhờ Khương giải thích lại câu hỏi để cho các anh được hiểu hơn á. Thực ra là cũng khá là đơn giản thôi, là nếu mà chúng ta cứ diễn nhạc thì cứ phải là hoàng hôn, cứ phải là một cái bối cảnh nào đấy mà nó rất là chill, nó là background, rõ ràng là yếu tố background. Nó cũng giống như yếu tố background ở đây, nó khá là giống cái yếu tố gọi là nhãn hàng á. Nhãn hàng một cái background, một cái nhãn hàng là đấy. Nó chêm sang và nó tương tác với cái tác phẩm âm nhạc. Thì có phải là chúng ta đang nhân rộng những cái trải nghiệm rất là na ná nhau, và với một bạn như là Việt mà từ sáng bạn vẫn nói là bạn muốn tạo sóng chứ bạn không muốn lướt sóng, thì có phải là bạn đang lướt sóng hay là bạn tạo sóng ở trong trường hợp này, khi bạn cứ nhân rộng những cái mô hình like kiểu như vậy? Đúng, có thể nói là ví dụ nhạc jazz mà diễn ở ở Đà Lạt, ok, that's quite a good choice, nhưng mà ngoài nhạc jazz, ngoài những cái nhạc đấy thì bạn có thể nghĩ tới một cái bối cảnh nhạc như thế nào, và nếu mà chỉ có hoàng hôn như vậy. Dạ, tất nhiên không phải mỗi hoàng hôn không. Nhưng mà ý mình nói là bây giờ ở Đà Lạt có một cái nhà hát có capacity là tới 1.200 chỗ gì đấy. Thì bạn có thể collab với họ để làm một chương trình ở scale như thế nào chẳng hạn. Dạ. Ok, thank you Khương. Yep, yep. Thank you, hiểu rồi. Một câu hỏi rất là sốc óc. Thật ra Việt rất hoàn toàn đồng ý với Khương. Thật ra cái chuyện mà mình tạo ra một cái cách thưởng thức âm nhạc mới như Khương nói,
thật ra cái chuyện mà mình hát hoàng hôn đã là một lựa chọn rồi, nếu bây giờ mình nhân rộng những chỗ khác thì cũng y chang nhau, thì hoàn toàn đồng ý. Cái chuyện mà mình đi copy của chính mình và nhân rộng ra nó cũng có thể là một cú cho chứ không phải là cái mới nữa. Thì thật ra bản thân Việt cũng đã thử việc gần đây nhất, như hồi nãy Thương Cương có chia sẻ là cái show Ra Trên Mây là cái thử nghiệm thứ nhất. Nhưng mà gần hơn nữa thì Việt là vừa mới làm một cái show ra anh Tuấn Ngọc ở Đà Lạt, ở tại một cái Ra Club. Thì ở một cái không gian, một ngôi nhà hơn 100 năm ở Đà Lạt, là một cái nơi hồi xưa mọi người đã nhảy đầm rất là nhiều. Khi mình đem lại một cái không gian đó với những là vẫn là giọng ca anh Tuấn Ngọc, nhưng mà toàn bộ là chơi ra hết từ đầu đến cuối, và những người khán giả đi đến đó là những người thật sự là chìm đắm trong không khí của ra, thì đó là những thử nghiệm mà Việt đang cố gắng để làm tiếp theo. Thì tương tự như vậy thì Việt rất là muốn là không chỉ dừng lại ở chuyện là hát nhạc vào lúc hoàng hôn hoặc là thử nghiệm ra trong những cái câu lạc bộ ra như vậy. Thì Việt bản thân Việt như Việt nói, Việt là một người Tây ngang, Việt rất là yêu âm nhạc, cho nên Việt cũng đang rất là muốn thử nghiệm rất là nhiều thứ khác nhau. Thì rất là mong là Linh này, Khương này hoặc là những người khác sẽ truyền đạt cho Việt nhiều kinh nghiệm hơn, okay, hoặc là những ý tưởng mới hơn. Cảm ơn Khương gửi câu hỏi về chương trình, cảm ơn anh Việt trả lời câu hỏi của bạn Khương nha. Dạ. Thank you. Dạ rồi, thì vừa kịp lúc làm sao là thời lượng của chương trình trong session này nó cũng kết thúc rồi. Thì trước khi mình kết thúc session này thì em không biết là anh Việt và anh Linh có muốn gửi lời gì cho những bạn trẻ hoặc là cho những anh chị mà đang muốn tham gia vào cái mô hình du lịch âm nhạc này không? Em mời anh Việt nha. Anh thì anh nghĩ là cứ thử, phải thử hết đi đã. Tại vì thật ra giống như cái chuyện anh làm mấy lăng thang cũng vậy, là một phép thử. Có lần anh Chu Minh Vũ, ảnh lên ảnh chơi và đứng nói trên sân khấu của May, anh kêu là bữa nào anh phải đề cử cho May giải cống hiến là phòng trà âm nhạc ngoài trời xuất sắc nhất Việt Nam. Anh rất là vui vì cái câu nhận định này, bởi vì khi bạn thử thì có thể bạn sẽ fail hoặc là không fail, nhưng mà bạn phải thử trước đi đã. Thì anh thấy rằng cái chuyện mà có những nơi cũng đang giống như May là cũng làm âm nhạc vào lúc hoàng hôn, đối với anh không có gì sai hết trơn á. Tại vì ai cũng có quyền thử âm nhạc hết, và khi mình chọn cho mình một cái không gian mà mình cảm thấy phù hợp nhất, có thể bạn thử đó đúng không? Ví dụ ở Bình Dương những diễn hoàng hôn anh rất là bất ngờ, nhưng mà biết đâu đó một ngày nào đó bạn biến nó thành một cái nguồn cảm hứng của bạn được truyền đạt cho người khác, thì đó là điều tuyệt vời. Hoặc bạn có thể thử với những không gian khác, ví dụ như sắp tới Linh mang ca nhạc vô rừng chẳng hạn như vậy. Thì đó là những cái mà anh nghĩ rằng rất là tuyệt vời, tại vì âm nhạc là vô biên giới. Và mình làm những thời điểm khác nhau hoặc những không gian khác nhau thì nó làm cho âm nhạc thăng hoa hơn. Thì lời khuyên của anh là tất cả ai đang muốn làm khởi nghiệp trong cái nghề này, đặc biệt đối với anh là người rất tay ngang đi, anh không biết gì hết trơn á, mà anh phải thử, mà thử 4 lần lỗ thì cuối cùng cũng ổn. Dạ anh Linh, em nhờ anh Linh nhắn nhủ một lời tới các bạn khán giả của chúng ta nha. Anh nghĩ là mọi điều mà bạn làm xuất phát từ tình yêu thì nó cũng sẽ chạm đến trái tim của những người còn lại. Âm nhạc là một thứ như vậy, hay tất cả nhiều thứ khác trong cuộc sống cũng như vậy. Nếu như mà bạn không bắt đầu thì bạn sẽ không biết mình sẽ đi được đến đâu cả. Thế nên là về mảng âm nhạc và du lịch, nếu như mà những bạn nào mà vẫn đang đắn đo hoặc là đang có nhiều đam mê thì cũng như anh Việt nói là các bạn hãy làm, hãy bắt tay vào làm, bởi vì mảnh đất hay là thị trường thì vẫn còn rất là rộng lớn, và cơ hội là dành cho tất cả mọi người. Thế nên là mọi người hãy cứ tự tin, tin tưởng và bắt đầu cái hành trình của bản thân mình. Chúc là mọi người sẽ thành công. Dạ rồi, em cảm ơn anh Việt rất là nhiều, cảm ơn Linh rất là nhiều vì đã dành thời gian lần thứ hai quay trở lại để ngồi chia sẻ với các khán giả của chúng ta về một chủ đề khác nữa. Thì còn riêng tụi em, những người làm chương trình thì tụi em rất là cảm ơn hai anh, vì hai anh rất là nhiệt tình, rất là ủng hộ tụi em khi mà nhận lời tham gia dự án này cùng với tụi em. Thì tụi em rất là hy vọng có thể mời lại để nghe lại hai anh nói chuyện trong những dự án sắp tới của Vimin nha. Còn bây giờ thì chắc là em tạm tạm biệt hai anh ở đây. Cảm ơn hai anh. Dạ. Bye bye. Dạ. Bye. Chào mọi người. Chào anh Việt.